Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 4 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp dệt may ở Hưng Yên. Thành phố Hưng Yên, sản lượng nhãn ước đạt trên 7.000 tấn quả. Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bối cảnh quốc tế khu vực hiện nay rất phức tạp, dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, yêu cầu đặt ra với tất cả các bộ ngành, các địa phương là cần phải linh hoạt ứng phó, có đối sách kịp thời, đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, chủ động linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân. Thủ tướng yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề đang được quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội khác. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của cả nước ước đạt 6,76%. Tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018, nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ năm 2011 đến năm 2017. Ngành nông nghiệp gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, ngành thủy sản tăng trưởng ở mức khá, đạt 6,45%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2019 giảm 0,09% so với tháng trước. Và CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Giải ngân vốn FDI 6 tháng đầu năm ước đạt 9,1 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt 122,4 tỷ đô la Mỹ. Cả nước có gần 67.000 doanh nghiệp được thành lập. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 745.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Tại hội nghị, nhiều đại biểu của các bộ ngành địa phương đã thảo luận, phát biểu ý kiến tham mưu và đề xuất với chính phủ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2019. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019 được Chính phủ xác định là năm bứt phá để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 với phương châm hành động, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 ngày 1 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm như điều hành tốt chính sách về tiền tệ, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và có biện pháp hạn chế tín dụng đen, thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc gia cầm, ổn định sản xuất, tập trung nguồn lực để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan rộng, đồng thời chuẩn bị cung ứng đủ giống phục vụ tái đàn sau dịch bệnh. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy.
6 tháng đầu năm 2019, ngành tuyên giáo các cấp đã bám sát tình hình, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy, các cấp lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục thúc đẩy thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tham mưu cho cấp ủy, tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, tiếp tục phối hợp giữa ban tuyên giáo với cơ quan quản lý nhà nước cung cấp trong việc tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, theo dõi nắm bắt chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu thời gian tới, ngành tuyên giáo các cấp cần tích cực chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy về lĩnh vực công tác tuyên giáo, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường thông tin tình hình thời sự, chính trị, kinh tế xã hội tới cán bộ đảng viên và nhân dân, tham mưu tổ chức có hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 94 các cấp, chú trọng điều tra, nghiên cứu tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, nhân dân để tham mưu chủ trương giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, làm tốt công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là ban tuyên giáo cơ sở theo hướng tinh gọn hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 6 tháng đầu năm, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập mới nhiều mô hình như chung tay giúp phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, vườn ươm phụ nữ khởi nghiệp, tổ vận động phụ nữ giám sát an toàn thực phẩm. 9 trên 10 huyện, thành phố, thị xã tôn vinh gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc và tổ chức đám cưới vàng bạc cho thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Tổ chức hội nghị truyền thông về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cấp hội phụ nữ tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, phối hợp giám sát, vận động nhân dân thực hiện các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tiếp tục nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là mô hình đường hoa phụ nữ và tham gia bảo vệ môi trường, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, Mỹ Hào đã tổ chức lễ công bố thành lập thị xã và đón huân chương độc lập hạng 3. Giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt gần 12.200 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 650 tỷ đồng, giải tỏa gần 400 công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, tiếp tục giải phóng mặt bằng, bàn giao 23 ha đất cho các dự án khu đô thị, khu công nghiệp. 6 tháng cuối năm, thị xã Mỹ Hào tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, chỉnh trang cảnh quan đô thị, tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, gắn với xây dựng mỗi địa phương một sản phẩm, xây dựng ở mỗi xã phường một khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6 vừa qua, sau 9 năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EU, đã ký Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong nước. Phản ánh tại một số doanh nghiệp may, đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh vào thị trường châu Âu và là một trong những nhóm hàng được đánh giá hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này. Dù các sản phẩm may của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn Hưng Yên trên địa bàn xã Tiện Phiến huyện Tiên Lữ 100% xuất khẩu vào thị trường Mỹ, nhưng khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU vừa được ký kết sẽ mở ra thị trường mới cho doanh nghiệp. Bởi hiện nay, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào châu Âu đang chịu mức thuế xuất cao từ 8 đến 12%. Mức thuế này sẽ giảm dần qua từng năm và về 0% sau 7 năm nữa, theo điều khoản của Hiệp định. Từ quy mô 1.000 lao động,
Hiện doanh nghiệp đang xây dựng thêm 3 nhà máy tại các tỉnh Hà Nam, Yên Bái và Quảng Bình với quy mô khoảng 10.000 lao động, trong đó có tính đến thị trường châu Âu. Rõ ràng đối với doanh nghiệp dệt may chúng tôi thì đây là một cái cơ hội rất là lớn, và chúng tôi cũng mong mỏi, các doanh nghiệp dệt may đều rất mong mỏi tiếp nhận những cái cơ hội như thế này. Để chuẩn bị cho một cái cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu thì về phía doanh nghiệp chúng tôi cũng đã tìm hiểu và đang từng bước tìm hiểu thêm về cái nhu cầu cũng như đặc biệt là cái yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe đối với thị trường châu Âu. Bởi vì rõ ràng là trước đây chúng ta làm hàng Mỹ và rất là nhiều, và bây giờ chúng ta phải tiếp cận một cái đối tượng khách hàng rất là lớn đối với 28 nước châu Âu, thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị về tìm hiểu về những cái quy chuẩn, tiêu chuẩn khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu, và sớm nhất thì chúng tôi cũng sẽ tiếp cận đến khách hàng châu Âu và đáp ứng được các cái tiêu chuẩn. Hơn một năm qua, công ty cổ phần may Hưng Long 2 trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã chủ động tiếp cận để xuất khẩu hàng vào châu Âu thay vì phụ thuộc vào hai thị trường Mỹ và Nhật Bản. 6 tháng đầu năm 2019, lượng hàng xuất vào châu Âu chiếm 30% tổng lượng hàng sản xuất, đem lại doanh thu gần 1,5 triệu đô la Mỹ. Theo đánh giá của doanh nghiệp, đơn hàng của châu Âu có đặc thù, giá gia công cao nhưng số lượng vừa phải, chi tiết may cầu kỳ, thay đổi mẫu mã thường xuyên, đòi hỏi các doanh nghiệp may trong nước phải chuẩn bị kỹ về công nghệ, máy móc sản xuất để đáp ứng theo từng đơn hàng. Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì phải lên chọn, chúng tôi chọn những cái vào những cái thị trường có một cái sản lượng hàng hóa nó vừa phải, thời gian thanh toán sớm, thế và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường đó. Thế thì sau thời gian mà nhà nước Việt Nam có những cái chuẩn bị cái hiệp định đối với thị trường châu Âu, thì chúng tôi cũng thông qua cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi nghiên cứu thấy nó hợp lý. Vì sao? Đơn hàng của châu Âu thì số lượng nó nhỏ, vừa và nhỏ. Thế thời gian sản xuất của đơn hàng châu Âu thì cũng không gấp rút như đơn hàng châu Á. Nhưng ngược lại, giá thành gia công thì lại cao hơn một chút. Vậy nên là chúng tôi thấy rằng đơn hàng đó phù hợp với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt là với doanh nghiệp của tôi. Với 99% dòng thuế hàng Việt Nam sang EU sẽ xóa bỏ, đây là thời cơ để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận đưa hàng hóa vào thị trường EU. Ngược lại, người tiêu dùng trong nước cũng sớm tiếp cận hàng hóa, lan sóng đầu tư từ các nước EU sang. Và điều quan trọng nhất, qua đây sẽ giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đàm phán các đơn hàng. Xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ là địa phương quyết liệt xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp. Đến nay, xã đã vận động toàn bộ 32 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Chủ yếu là các vi phạm có từ trước chỉ thị 02 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Có một trường hợp đảng viên vi phạm là ông Bùi Đình Vinh ở thôn Nhật Lệ đã tự nguyện tháo dỡ nhà tạm đầu tiên để quần chúng noi theo. Nhiều gia đình có diện tích vi phạm lớn như hộ ông Phạm Văn Khu ở thôn Nhật Lệ, Bùi Văn Dũng ở thôn Tân An đã tự giác tháo dỡ. Để có được kết quả này là do sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính quyền. Các hộ vi phạm đều phải ký cam kết tự giác tháo dỡ, không tái vi phạm. Lãnh đạo xã thường xuyên tuyên truyền vận động, hỗ trợ máy móc người dân tháo dỡ. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường quản lý để không xảy ra tái vi phạm. Tuy nhiên, xã Nhật Quang vẫn còn hơn 40 trường hợp xây nhà kiên cố trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi lấn chiếm hơn 3.000 m2 đất, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã để xử lý dứt điểm. Mặc dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi cho nhãn ra hoa đậu quả, song do áp dụng khoa học kỹ thuật nên nhiều vườn nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn cho sai quả, ước sản lượng lên tới trên 7.000 tấn. Thành phố Hưng Yên có trên 1.000 ha nhãn, trong đó có 900 ha diện tích đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Do thời tiết đầu vụ biến đổi thất thường, không thuận lợi cho nhãn ra hoa, đậu quả, nên vụ nhãn năm 2019 này chỉ có trên 50% diện tích cho thu hoạch, trong đó chủ yếu là những diện tích được chủ hộ áp dụng khoa học kỹ thuật điều khiển nhãn ra hoa, đậu quả, tập trung nhiều tại xã Hồng Nam, Phương Triều, Tân Hưng. Theo Phòng Kinh tế thành phố Hưng Yên, sản lượng nhãn năm nay ước đạt trên 7.000 tấn, bằng 60% sản lượng nhãn của năm 2018. Tuy nhiên, giá bán dự kiến cao gấp 1,5 đến 2 lần. Một số diện tích đã và đang thu hoạch nhãn chín sớm với giá 50 đến 60.000 đồng 1 kg. Diện tích nhãn chính vụ sẽ được thu hoạch vào tháng 7 âm lịch tới. Những năm gần đây, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ phát triển vùng trồng cây ăn quả, nhiều trang trại có quy mô lớn đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân.
Tổng diện tích trồng cây ăn quả của xã Đồng Than gần 320 mẫu, tập trung ở thôn Đồng Than và Ốc Nhiêu, chủ yếu là trồng cây cam, bưởi, chuối, mít. Cơ bản, các diện tích này đều nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi cây trồng của huyện Yên Mỹ. Nhiều gia đình có diện tích trên 3 mẫu như hộ anh Lê Xuân Hiệu, Trương Văn Trung. Với lợi thế thổ nhưỡng phù hợp cây lâu năm, các cây ăn quả ở đây đều có năng suất và chất lượng quả tốt, như đối với một sào cam trồng được từ 40 đến 45 gốc, ước thu 1,2 tấn quả. Các diện tích cây ăn quả của xã Đồng Than thu về từ 130 đến 200 triệu đồng một mẫu một năm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh, thời gian qua, nhiều hợp tác xã đã được thành lập. Bước đầu, những mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các xã viên, ghi nhận tại huyện Văn Giang. Từ khi thành lập tháng 9 năm 2018 đến nay, sản phẩm ổi của 15 thành viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ rau củ quả Văn Giang ở thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang được thu gom, cung cấp theo đơn đặt hàng. Hợp tác xã đứng ra ký kết với giá bán cao và ổn định, trung bình với 25 hectare của các xã viên, mỗi tháng thu được từ 30 đến 40 tấn nông sản. Tôi cũng ký được một vài cái hợp đồng của các siêu thị cao hơn so với cái thị trường bên ngoài là 20%. Hàng thì các bác phải đạt làm theo đúng cái tiêu chuẩn mẫu mã cho đến cái chất lượng sản phẩm. Hợp tác xã Rau Quả An Toàn Thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, sau một năm thành lập, do các xã viên được hướng dẫn sản xuất theo quy trình Việt Gáp, nên sản phẩm được cấp chứng nhận an toàn. Hợp tác xã chủ động giới thiệu và tìm kiếm đầu ra, nên bước đầu tạo được chỗ đứng trên thị trường. Nhờ đó mà cơ bản 15 hectare sản phẩm như bưởi, ổi, cam của các xã viên được nhiều khách hàng đến đặt mua. Tất cả những sản phẩm đã được làm là hợp tác xã dùng bằng chế phẩm sinh học hữu cơ IDM do đơn vị Trung tâm Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam về chuyển giao khoa học công nghệ. Hiện nay là trong một năm thì đã có những thành viên mà được người tiêu dùng đăng ký mua trực tiếp, không bán ra được đến bên ngoài. Mà giá trị từ quả bưởi từ trước kia bình thường thị trường là 27.000, nhưng người tiêu dùng mua trực tiếp đã đạt đến 30.000 một quả. Ở hợp tác xã Hoa Cây Cảnh, xã Xuân Quan, 36 thành viên đều là những nông dân tiêu biểu có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Ngoài sự nỗ lực của mỗi thành viên, thì tính liên kết trong quy hoạch vùng sản xuất, cung cấp con giống, hỗ trợ vốn và tiêu thụ sản phẩm được phát huy tối đa. Trong các thành viên hợp tác xã thì cũng chia sẻ rất nhiều về thị trường, về kinh nghiệm sản xuất, về đầu ra cho sản phẩm. Và để được một cái hiệu quả như ngày hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau đi tìm giống hoa mới để cùng với bà con trong hợp tác xã phát triển. Từ hiệu quả mô hình sản xuất kinh doanh mang lại, thời gian gần đây đã ngày càng xuất hiện nhiều hợp tác xã. Chỉ tính riêng năm 2018, huyện Văn Giang đã có 8 hợp tác xã được thành lập mới, chủ yếu là các loại hình sản xuất kinh doanh, các mặt hàng nông sản. Đến nay trên địa bàn huyện Kim Động có 90% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong đó, hộ dân sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung là 37.000 hộ, đạt trên 63%. Tỷ lệ đấu nối nước được phân bổ rải rác ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Động. Một số xã có số hộ đấu nối nước sạch cao như Chính Nghĩa, Hiệp Cường, Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão và thị trấn Lương Bằng. Toàn huyện phấn đấu đến hết năm 2020, 100% người dân sử dụng nước sạch với chất lượng nước đạt quy chuẩn ăn uống theo quy định của Bộ Y tế. Việc tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch góp phần cải thiện nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền quảng bá cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019. Ngày 3 tháng 7, đoàn thí sinh dự thi đã có một số hoạt động ý nghĩa tại thành phố Hưng Yên. Đoàn đã tới dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019 bày tỏ lòng thành kính biết ơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của Hưng Yên đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Tiếp đó, đoàn đã tới dâng hương thầy giáo Chu Văn An tại Văn miếu Xích Đằng. Tại đây, các thí sinh tặng 43 lô cho 40 em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Cùng ngày, các thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam cũng đã đến thăm cây nhãn tổ tại Đình Hiến, phường Hồng Châu và vườn nhãn tại xã Hồng Nam. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.